cũng giá kem để hưởng. Hỏi anh này bữa nay cái chợ này giá bao nhiêu? Kia là 1 triệu, hai chậu. Thấy đây là hồng tỉ muội là 80.000 một chậu, húp mâm xôi là 300.000 một cặp, và húp đợi đó là 250. Ai bắt bông kìa, bắt bông kìa. Dễ đó, về là gì chơi. Còn tấm lại sách được mà. Em với Bình Tân lần đó chợ nhà tài xế mai đi coi qua. À rồi có gì mua thì mua thì em ghé đây. Cái này chị nói là 220 à. Dạ, 220 là cao đo đó, thì nhỏ là 100. Nhỏ này nhiêu? 100. 100. 100 một chậu. 100 một chậu là 200. Rồi. Không lo thì 170. Bữa nay không biết cô hướng dùng khoảng nhiều cục hướng như ở trên nhà em có máy chẳng còn cái giá nhiêu rồi tổng cái lô tổng ngoài ngoài đường vô là nó có liền dạ. À, đây là hoa hướng dương và ngã là nó làm một cặp là 150. Chị coi nó rất là tươi và nhiều bông, quá trời bông luôn. Cả người già với lại chút nhỏ, đụng nhanh nó bự bự. Đó như chút tại em tôi nói để đây dần dần nó nhỏ đó. Rồi nó sao đó. Nên không có trẻ già, chứ còn thì trẻ già. Còn cái hướng dương là tắm. Một cặp 150. Cặp là 2 chậu. 2 chậu đúng rồi, cặp là 2 chậu. Được rồi, được rồi, tôi làm một cặp 4 chậu. Những nhà vườn người ta đang vận chuyển những cái hoa này và đi giao cho các cơ quan. Họ chăm bón những cái cây hoa rất là kỹ. Và giá hoa năm nay thì Nga đi xem, Nga thấy là nó có nhiều giá lắm. Hầu như là mỗi khu vực nó có một giá riêng, nhưng mà nó sẽ dao động từ 10 cho đến 20 ngàn. Đối với những cái hoa mà bình thường như thế này. Và có thể bày bán những cái mô hình hoa sương rồng nữa. Hoa hướng dương thì chỉ có ở dưới cái khu vực phía dưới, sát gần với cái khu xây dựng metro, khu trên đường Nguyễn Thái Học, đó là sự loại phạm nội lão. Và đây là một cái chị đang vào
lô hàng cho cái công ty để mà về trưng ở văn phòng của mình. Sắm bắt đầu gia tăng lên và đông hơn, và ngày cái chợ hoa Tết này phục vụ cho đến sáng ngày 30. Sau đó thì các nhà vườn này họ sẽ di chuyển hoa vào những cái đường phía vùng lân cận để mà họ bán tiếp. Wow, bây giờ Nga đang thấy được cái hoa cát tường. Cái hoa này Nga rất thích, là nó trưng rất là lâu và rất là lâu tàn. Hoa khi mình nở ra thì giống như là hoa hồng vậy, nhưng trưng đặc biệt là rất là lâu và có cái mùi thơm. Ở khu này là cái chỗ hết rồi. Để Nga sẽ hỏi coi cái cặp hoa cát tường này giá khoảng tầm bao nhiêu. Ngoài ra các chị còn thấy những cái loại hoa cúc đặc biệt, rồi những cái hoa cẩm chướng, rồi hoa hồng nữa. Ngoài ra còn có cả hồng tỉ muội nữa. Nhiều, tóm lại là nó rất 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 nhiều loại khác nhau. Khu vực này tấp nập hơn so với khu vực ở đằng chỗ Hoa Hướng Dương, vì cái khu vực này là mặt tiền chính và ngay góc. Các anh chị biết đây là hoa cát tường và nó nằm, người ta bán cái quầy gian hàng này ở trên đường Phạm Ngũ Lão, 60.000 một chậu, một cặp 120. Hoa cát tường này trưng rất là lâu, rất là thích. Dạ kìa. Cũng thiệt kìa. Bao nhiêu một trái vậy em? Dạ từ 300 đến 700 một cặp. Một cặp là chưa vẽ. Dạ vẽ rồi á. Ốc vẽ là em vẽ phi, không có à, 300 đến mấy trăm một cặp, 700 một cặp. Cái nhỏ giá khác, cái lớn giá khác. Dạ, đúng rồi. 700 là 700 một cặp là cái to. Ồ. Cái cặp này là 700. Trong về quảng cáo bán 1 triệu. Cái đó lấy 700 về mình lấy lời. Ờ. Thôi bây giờ nay thấy vậy hơi kỳ, bán giùm 10 cặp mà đem tặng đơn chập á. Vô trong trong mấy cái shop trái cây á. Ờ. Cái trái cây á nó bán 1 triệu, 2 triệu một cặp. Tại vì nó chắc chắn 700 phải không? Dạ. Chắc chắn phải không? 1 triệu là tôi lấy 300 nha. Bây giờ là bao nhiêu một trái? Dạ từ 300 đến 700 một cặp đó cô. Bây giờ có bưởi hình vuông à, có bưởi đỏ của hình vuông. 300 700 một cặp. Thơm lắm các cô. Thơm như mùi diện. Mùi diện. Hình vuông ống cái kiểu là mai và ông ra mua. Và bây giờ quay lại chụp ảnh cho ông về. Tối ông rủ ông ra mua. Cái đó mình phải lấy rồi. Và sau khi Nga hỏi được cái trái bưởi đó và nói chuyện với cô bé đó thì cô ta mới tặng cho Nga một cái trái quýt và có viết chữ nè. Xin chào tất cả các chị và các bạn.
Bây giờ Nga sẽ ra lấy xe và đi về nhà. Và các anh chị và các bạn có thể đăng ký click like để xem những cái tập kế tiếp. Và Nga sẽ cho các anh chị xem những hoạt động ngày Tết của Việt Nam trong những ngày sắp tới.